sức khỏe và cuộc sống. Kim Ánh, bác sĩ Lương Lễ Hoàng và những người thực hiện chương trình xin mến chào thính giả đang đến với chương trình Sức Khỏe và Cuộc Sống. Thưa tất cả quý vị, như Kim Ánh cũng đã giới thiệu trong chương trình tuần rồi thì đúng lý ra tuần này thì bác sĩ Lương Lễ Hoàng sẽ chuyển đến cho quý thính giả của chúng ta một cái đề tài, đó là tác hại của bệnh tiểu đường trên đôi mắt, phải không ạ? Nhưng mà trong tuần vừa rồi thì Kim Ánh lại nhận được rất nhiều thư của thính giả gửi về, trong đó thì thính giả quan tâm đến một cái vấn đề, đó là việc sử dụng những cái hoạt chất GABA trong một cái hạt gạo mà chúng ta thường hay nghe trong thời gian gần đây, đó là hạt gạo nảy mầm. Rất nhiều thính giả cũng quan tâm đến một cái góc độ, đó là sử dụng cái hạt gạo nảy mầm này thì nghe nói là nó sẽ có ích cho người bệnh tiểu đường. Như vậy đề tài tác hại của bệnh tiểu đường trên đôi mắt thì Kim Ánh sẽ dời lại vào chương trình tuần sau. Tuần này thì bác sĩ Lương Lễ Hoàng sẽ giải đáp những thắc mắc này của quý vị thính giả. Kim Ánh sẽ chuyển ngay câu hỏi mà thính giả đã gửi về cho chương trình đến bác sĩ Lương Lễ Hoàng, bác sĩ của chương trình Sức Khỏe và Cuộc Sống ngày hôm nay. Thưa cô Kim Ánh, thưa quý thính giả thân mến của chương trình Sức Khỏe và Cuộc Sống, trong cái loạt bài nói về bệnh tiểu đường thì như cô Kim Ánh vừa mới trình bày thì đáng lẽ sẽ nói về, hôm nay dành đề tài nói về cái tác hại của bệnh tiểu đường trên đôi mắt. Nhưng mà trong lúc đó thì có nhiều người đặt nhiều câu hỏi, mà nhiều cái câu hỏi cho thấy người tiêu dùng hiện nay chưa được thông tin chính xác về một cái loại gạo mầm có chứa hoạt chất GABA mà đang được áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân tiểu đường với cái trong cái mô hình gọi là chén cơm nên thuốc. Cái hoạt chất GABA, chữ GABA là viết tắt của chữ gamma aminobutyric acid, là một cái hoạt chất trong ngành y người ta biết từ lâu rồi. Người ta biết nó là nó có cái tác dụng là nó làm thông mạch máu, gì nó kéo đi những cái mảng xơ giữa. Do đó người ta dùng nó, người ta đã làm thuốc từ lâu để coi như loại thuốc mà để cho những người bị tăng mỡ máu, nhưng mình thuốc mà những người đã bị xơ giữa mạch máu. Thì cái từ năm 1995 ở Nhật người ta đã phát minh ra cái cách trồng và thu lượm cái loại lúa gọi gạo mà gọi là gạo mầm. Ở đây phải nói cho rõ, gạo mầm không phải là gạo lứt, không nhất thiết gạo lứt có nghĩa là người ta không chà sạch cái lớp vỏ lụa để người ta giữ lại cái lớp vỏ lụa, là cái lớp có chứa cái chất màu anthocyanin, có chứa những cái chất khác như sinh tố B, có chứa những cái chất như là chất xơ chẳng hạn. Nhưng mà cái gạo mầm không nhất thiết phải là gạo lứt, mà là một giống gạo người ta cũng phải đã nuôi trồng, người ta cũng phải canh tác chế biến để nó có được thêm cái khả năng là khi nó vào ngâm vào trong nước thì nó sẽ nảy ra một cái phôi nhỏ bên hông của cái hạt gạo, cho nên gọi là gạo mầm. Và trong lúc nó vừa nảy ra cái phôi đó thì những cái diễn biến, những cái phản ứng sinh học trong hạt gạo sẽ làm cho hạt gạo được vào cái chất hàm lượng của cái chất gọi là GABA, tức là gamma aminobutyric acid. Và khi người ta dùng cái gạo mầm đó thì như là Quang đã nói là người ta có thể dùng đó, người ta ăn thì như cơm, ngon như cơm vì nó là cốt, nhưng mà nó có thêm cái hoạt chất để gọi là chống xơ giữa mạch máu. Cái điều đáng nói ở đây là trước đây người ta hầu như chưa có thấy chỗ nơi nào mà người ta áp dụng nó rộng rãi cho bệnh nhân tiểu đường. Nhưng khi tôi áp dụng nó cho bệnh nhân tiểu đường đó thì là vì khi đặt cái chỉ định các cái tác dụng của GABA nó phù hợp với cái nhu cầu của người bệnh nhân tiểu đường. Chẳng hạn như người bệnh nhân tiểu đường là người ta có cái vấn đề là, nhất là người da vàng, họ phải ăn cơm nhiều khi mới có cảm giác chắc bụng. Mà người ta thấy rõ là ta làm cái mô hình là người ta ăn no, ăn cái khác, ăn kiểu khác đi. Ví dụ như ăn rau, ăn mì, ăn nuôi gì no, mà đường huyết của họ vẫn không ổn định. Đường huyết ở đây đối với người bệnh tiểu đường, nếu mình so với người không bị bệnh tiểu đường, mà như tôi đã phân tích trong nhiều chương trình trước đây đó, là người mà không bị bệnh tiểu đường thì ăn ngọt vào trong khoảng 30 phút cái lượng đường được điều chỉnh, bởi vì tụy tạng sẽ tiết ra insulin, nhờ insulin mà cái đường huyết được đưa vào trong cho bắp thịt để đốt thành ra năng lượng. Với người bệnh tiểu đường nó trục trặc ở cái khâu là không có đủ insulin, do đó lượng đường nó ở lại trong máu, nó ở lại rất lâu, có khi 2 giờ, có khi 3 giờ, hay nhiều khi lâu hơn nữa mà nó vẫn chưa trở về định mức bình thường. Vì nó ở quá lâu, lúc đó nó mới sinh sự, nó mới gây ra những cái rối loạn mình gọi là biến dưỡng, những cái rối loạn mà nó kéo nhau theo phản ứng dây chuyền, để cuối cùng người ta bị rối loạn biến dưỡng chất béo, người ta bị xơ giữa mạch máu, người ta bị thiếu dưỡng khí trong tế bào chẳng hạn. Thì từ cái tác dụng của cái hoạt chất GABA, người ta thấy là nếu người ta chống được cái hiện tượng xơ giữa đó, đồng thời ta làm sao để cho người bệnh tiểu đường ăn vô thấy nó no hơn, và để qua cái cảm giác no bụng đó mà họ có thể ngủ ngon hơn. Bởi vì mình ông bà có dạy ăn được ngủ được là tiên mà. Mà rõ ràng mình không thấy tiên nào phải đi khám tiểu đường hết, chắc có lẽ tiên không bị tiểu đường. Thì như vậy thì người ta ngủ yên hơn, từ cái nhận sáng hôm sau cái đường huyết người ta nó ổn định hơn.
nghĩa là ta ngừa được biến chứng, bởi vì các thầy thuốc cũng đã chứng minh không phải lượng đường trong máu cao mà gây tới biến chứng, mà chính cái lượng đường trong máu dao động nhất không ổn định đó là nhé. Như là khi người ta không ăn hay là ăn ít thôi mà nó vẫn không xuống thì người đó mới dễ bị biến chứng. Từ cái nhận thức đó mà tôi đã đưa cái gạo mầm GABA vào trong cái chế độ dinh dưỡng như một cái yếu tố hỗ trợ trong cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Thưa bác sĩ, thì như bác sĩ cũng đã phân tích, đối với hoạt chất GABA ở trong cái gạo mầm thì rõ ràng là nó đã có những cái tác động rất là tích cực đối với người bệnh tiểu đường. Bác sĩ cũng đã chọn gạo mầm GABA cho người bệnh tiểu đường trong cái thời gian vừa qua như là một cái biện pháp để chúng ta chứng thực, kiểm nghiệm những cái giá trị mà GABA mang lại cho bệnh nhân tiểu đường. Bác sĩ đã chọn cái gạo mầm GABA này như thế nào, và qua cái quá trình điều trị thì thực chất cũng đã cho thấy cái gạo mầm GABA này nó có những cái lợi điểm nào khi mà chúng ta dùng cho cái người bệnh tiểu đường đẹp. Như tôi đã phân tích trong phần đầu, người bệnh tiểu đường họ có một số nhu cầu mà có thể nói là khẩn thiết, mà nếu mình đáp ứng được thì họ có một cuộc sống có thể nói là với chất lượng gần như người không có bị bệnh. Thứ nhất là người ta rất dễ mất ngủ vì cái lượng đường dao động. Thì hoạt chất GABA nó có cái lợi là nó không phải là thuốc ngủ, nhưng mà nó lại loại bỏ những cái dẫn truyền thần kinh mà làm cho người ta không ngủ được. Nếu mà có cách nào mình loại bỏ, mình thanh lọc những cái dẫn truyền mà nó phá giấc ngủ đó, thì người ta lần lần người ta có lại một cái giấc ngủ yên bình, giấc ngủ mà theo đúng cái nhịp sinh học. Cái điểm thứ hai nữa là cái người bệnh tiểu đường hầu như họ khó tránh bị táo bón. Thì cái hoạt chất GABA, nhất là trong cái gạo mầm, là cái gạo mà nó có cái tỷ lệ chất xơ cao hơn gạo thường. Thì cái hoạt chất đó, như cái gạo mầm có GABA, nó chẳng khác là một loại thuốc nhuận trường cho cái người tiểu đường. Trong khi người tiểu đường nếu họ ăn cơm trắng thì họ rất dễ bị táo bón, bởi vì cái lượng đường huyết nó tăng lên. Thứ ba nữa là cái lượng cái gạo mầm có GABA thì cái hàm lượng canxi của nó lại cao hơn là với gạo thường. Thì khi người ta dùng nó, người ta sẽ có cái lợi là cái hệ thần kinh của người bệnh tiểu đường là nó nhạy cảm lắm, dễ giận, dễ buồn, dễ lo đủ thứ. Thì nếu người ta không vì thiếu canxi thì đó là cái hệ thần kinh giống như nó được trấn an ha. Và thứ tư nữa là cái người bệnh tiểu đường thì trong bệnh tiểu đường thì cái viêm thần kinh ngoại biên mà dưới dạng người ta tê mỏi đau nhức, cái cảm giác kiến bò dưới chân là hầu như khó tránh, là do người ta cái cơ thể người bệnh tiểu đường tiêu thụ rất nhiều cái sinh tố B, cái tập thể sinh tố B chứ không phải chỉ B1. Thì cái tập thể sinh tố B nó lại dồi dào trong cái hàm lượng trong cái hạt gạo mầm và có hoạt chất GABA. Và cuối cùng nữa là cái gạo mầm có hoạt chất và có GABA đó, nó lại cung cấp cả một loạt các cái chất đạm căn bản, những cái acid amin mà người bệnh tiểu đường rất cần để họ có thể phục hồi lại những cái nhu mô mà nó bị tổn thương. Dù là vì họ kiêng cữ một mặt khác nữa là gì, các cái thực phẩm mà họ ăn vào do rối loạn biến dưỡng chất đường nó không được dung nạp. Đó là lý do tại sao mà sau khi so sánh đối chiếu những cái nhu cầu của người bệnh tiểu đường sẽ thấy nó phù hợp với lại những cái tác dụng của cái hoạt chất GABA. Do đó tôi mới thử đưa nó và áp dụng vào cho người bệnh nhân tiểu đường ăn thử. Và từ đó đã đưa tới một cái kết quả sau khi áp dụng rất nhiều bệnh nhân rồi, là đưa tới cái chỗ là có thể yên tâm để khuyên người bệnh tiểu đường là không phải bắt buộc mỗi ngày, nhưng mà càng thường càng tốt, là họ thay vì một bữa cơm chiều mà với cái gạo trắng thì họ thế nó bằng cái gạo mầm có GABA. Thì rõ ràng có rất nhiều điểm thuận tiện, những cái nhiều cái lợi thế trong điều trị bệnh tiểu đường, nhất là để dự phòng các cái biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường. Xem ra thì bác sĩ cũng đã có một cái khoảng thời gian cũng như là cái việc mà áp dụng cho bệnh nhân bệnh tiểu đường thì cũng khá là dài rồi, phải không ạ? Như vậy thì Kim Ánh cũng muốn trao đổi thêm một cái ý là trong cái quá trình mà áp dụng gạo mầm mà có cái hoạt chất GABA như thế cho bệnh nhân tiểu đường của mình, thì bác sĩ ghi nhận điều gì tâm đắc ngoài những cái vấn đề lợi điểm như là bác sĩ đã phân tích cùng với thính giả? Tôi thì hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân tiểu đường. Thì có cái điểm mà tôi ghi nhận là cái điểm mà làm cho họ khổ nhất đó chính là cái cảm giác đói. Cảm giác đói đó mình không nên coi thường đó, vì người ta đã ghi nhận qua những cái công trình nghiên cứu hải ngoại là những người bệnh nhân tiểu đường mà không khắc phục được cảm giác đói thì họ là miếng mồi ngon của cái bệnh trầm uất. Và những bệnh nhân tiểu đường mà đã bị trầm uất thì lại là ứng viên hàng đầu của tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Như vậy thì làm sao để người ta đừng bị khổ vì cái đói, nó mang, thậm chí nó mang cả cái ý nghĩa như biện pháp dự phòng.
Thế thì người bệnh nhân tiểu đường khi tôi phân tích thì tôi đã từng tìm cách để làm sao cho họ có thể ăn no hơn. Thì ngay cả đổi cái cách là chẳng hạn người ta mới đừng có ăn chén cơm trước, người ta ăn một cái phần rau luộc cho nhiều giống như mình ăn độn, nhưng mà ăn độn thì mình ăn trước mà. Ăn cho thấy cảm giác gần no hãy ăn chén cơm để ăn xong cho thấy chắc bụng. Nhưng mà khi so sánh ra thì cái tỷ lệ của những người mà được ăn theo kiểu đó thì cái tỷ lệ mà ổn định đường huyết của họ dù là họ uống thuốc đặc hiệu đặc đúng hết, đúng y như y lệnh, họ uống thuốc thậm chí với cái liều cao nữa, nó dẫn cái tỷ lệ chưa khả quan. Nhưng mà khi tôi sử dụng gạo mầm thì phải nói thêm một điểm nữa cho cô Kim Ánh và cả thính giả là thầy thuốc thường cấm bệnh nhân tiểu đường không được ăn hơn chén cơm. Tức là người ta quy nó từ cái cách ăn uống theo kiểu mà của cái y học Tây bên Tây phương là người ta dựa vào cái số lát bánh mì, cái đơn vị mà gọi là lát bánh mì đó. Còn tùy theo cái đường mà có khi có người được phép ăn có một lát hay hai lát thì khi quy ra thì nó là người bệnh nhân tiểu đường không nên ăn hơn chén cơm. Nhưng ở đây tôi làm hẳn một công trình thống kê cho thấy là những người mà chỉ được ăn một chén cơm đó, thì cái tỷ lệ mà đường huyết không ổn định của họ rất cao, vì tối họ ngủ không được, họ thèm ăn. Và có những người rõ ràng là trong đêm không ăn gì hết nhưng mà cái lượng đường buổi sáng thức dậy lại thậm chí cao hơn là lượng đường buổi tối trước đó đã đo. Thì nhiều người bị rầy quan và nhiều người cũng thắc mắc là không hiểu tại sao tôi không ăn mà sao nó lại tăng. Thì họ không được biết là vì cái cảm giác đói đó trong đêm đó nó sẽ khiến cho cái tuyến thượng thận nó xem cái đó như một loại stress. Nó phóng thích ra ngay cái loại nội tiết tố corticosteroid là loại nội tiết tố làm tăng đường huyết bằng cách lấy những cái chất ở trong cơ thể mình mà làm nên cái điểm nghịch lý đó mới hại. Chứ nếu người ta ăn mà nó tăng đường huyết thì gọi là thuận lý. Thì khi áp dụng cái gạo mầm nó có lợi điểm là khi so sánh hay nhiều lô đối chứng thì người ta có thể ăn tới một chén rưỡi, người ta có thể ăn thậm chí nếu mà đường huyết ổn định khá hơn tới hai chén để no bụng hơn nữa, nhưng mà đường huyết của họ ít nhất là không dao động hay không đột biến và không ở lại trong máu lâu bằng cái người ăn cơm gạo trắng. Và từ khi áp dụng cái gạo mầm đó thì một phần lớn, chứ tất nhiên không phải ai ăn nó cũng đều hiệu quả, chỉ có những người chẳng hạn như cơ tạng họ dị ứng với cái chất GABA hoặc nhiều khi người ta áp dụng không đúng nữa. Thì sau khi áp dụng cho một số lớn bệnh nhân để đi được tới cái kết quả thống kê là rõ ràng cái đường huyết của những người ăn gạo mầm, ở đây cho nói cho rõ là không cần ăn buổi trưa buổi sáng chi hết, chỉ cần ăn sau bữa cơm chiều thôi đặng chi để cho no bụng mà ngủ ngon, nhờ ngủ ngon mà đường huyết không tăng, thì như vậy thì cái tỷ lệ đó rất cao. Và cái tỷ lệ đó đã giúp tôi còn mạnh dạn hơn nữa để phổ biến đó, là tôi dùng nó như trong giai đoạn mà điều trị mà bệnh nhân đường huyết không ổn định thì tôi dùng cái phương pháp đó cho tới khi nào ổn định, chứ không có nghĩa là người ta phải ăn nó suốt đời. Nhưng người ta nên có nó để khi nào thấy có những lúc mình căng thẳng, nhà có chuyện gì đó làm cho mình lo lắng đường huyết dao động, thì người ta áp dụng phương pháp mỗi buổi chiều ăn thêm chén cơm gạo mầm GABA để giúp cho đường huyết ổn định. Và thưa tất cả thính giả, với những cái hoạt chất GABA bác sĩ vừa phân tích thì quả thật là chúng ta cũng rất đáng để sử dụng gạo mầm GABA này đối với những bệnh nhân mà có tình trạng tiểu đường, phải không ạ? Và tất nhiên bên cạnh những cái lợi điểm cũng như là những cái điều mà ghi nhận từ thực tế của những bệnh nhân sử dụng gạo GABA này thì bác sĩ Lương Lệ Hoàng cũng sẽ còn rất nhiều điều muốn chia sẻ thêm cùng với thính giả của chúng ta. Trong điều trị thầy thuốc không nên dựa vào cái cảm giác chủ quan của người bệnh. Có nhiều khi người bệnh gì ưa thầy thuốc nó sao về đi tới đây thấy uống thuốc về thấy khỏe. Có nhiều người bệnh vì cái cảm giác chủ quan đó mà người ta bỏ sót những cái tiêu chí khách quan và thực nghiệm để biết chắc chắn là bệnh có bớt hay không. Tôi nói ví dụ như một cái người đó chẳng hạn uống thuốc hạ huyết áp, mà chẳng hạn như vì lý do gì là lúc đó vui huyết áp nó hạ xuống, nhưng mà không ngờ là lúc đến lúc khá thì huyết áp nó giọt lên chẳng hạn, thì như vậy không có nghĩa là cái điều trị đó hiệu quả. Trong bệnh tiểu đường cũng vậy, nếu người ta chỉ dựa vào cái chuyện người ta đo đường huyết buổi sáng sớm thì cái nên nó không chính xác, bởi vì nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng, chẳng hạn người ta có thể gì lo lắng, người ta có thể giọt lên. Nếu người ta trước đó cả đêm người ta ngủ im mà không ăn nữa thì đường huyết nó có thể ở trong định mức bình thường, đến đầu người ta nghĩ là chắc người ta khỏe, bệnh người ta khả quan, thì điều đó không đúng. Cái lượng đường trong máu mình khi nó cao thì nó sẽ phải gắn vào trong huyết cầu tố. Cái huyết cầu tố đó, cái hồng huyết cầu nó sống tới 90 ngày. Do đó khi người ta đo cái hàm lượng đường gắn trong huyết cầu tố thì người ta mới biết chắc chắn là trong 90 ngày đó thật sự lượng đường trong máu của người bệnh có cao hay không. Cái xét nghiệm đặc hiệu đó gọi là HbA1c. Khi tôi áp dụng cái gạo mầm GABA cho bệnh nhân thì có làm cái công trình nghiên cứu là chỉ khảo sát cái tác dụng cái thay đổi về trị số HbA1c. Và cho đó qua đó mới thấy là cái trị số đó rõ ràng nó được cải thiện, nó được ổn định và có một phần đáng kể là nó trở về định mức bình thường. Thế như vậy người ta mới đánh giá được. Nhưng mà đây cũng phải nói thêm nữa, nhiều người bệnh đó thông thường hay có cái khuynh hướng nghĩ vậy là
nếu có cái chất này tốt thì tôi lén lén mà dùng cho nó mạnh hơn, cho nó mau hết bệnh, thì điều đó sai. Có một số trường hợp hiện nay rõ ràng là dùng cây gạo mầm, nhưng mà sau đó cái kết quả nó không như mong muốn, là vì chăng người ta dặn là đừng bao giờ ăn hơn 2 chén cơm, mà thường thường chỉ được 1,5 chén. Hoặc nếu 2 chén, nếu như thầy thuốc thấy tốt rồi mới dám cho 2 chén. Thì có những người hiện nay đang mua về ăn một ngày 4 chén để mong là nó mau hết bệnh, thì đó sai. Bởi vì khi đó chỉ số đường huyết, cái chất tinh bột trong 4 chén cơm của gạo mầm nó vẫn cao hơn là 1 chén cơm thường. Vì thì ở đây phải nói lại cho rõ là đây không phải là một phương pháp điều trị để lành bệnh tiểu đường. Đây chỉ là một cái yếu tố đi kèm để qua đó thầy thuốc ngăn chặn biến chứng, và việc dùng nó cũng phải theo cái hướng dẫn của thầy thuốc. Người ta không nên dùng nó theo cái kiểu nên là giờ tôi trộn hay bị nó có thể nó đắt tiền thì giờ tôi trộn 2 thứ gạo thì lại càng sai nữa. Là như vậy là cái chỉ số đường huyết của gạo mầm nó thấp, nhưng nếu mình trộn với 1 thứ gạo thường thì như vậy thì chỉ số đường huyết sẽ tăng lên, và kết quả là mình ăn 1 chén cơm có gạo mầm mà nó không có tác dụng. Như vậy thì một cái chương trình thông tin cho người bệnh phải hiểu là cái thuốc nào cũng là dao 2 lưỡi, thì ngay cả cái món ăn cũng có thể là dao 2 lưỡi. Việc sử dụng gạo mầm có cái hoạt chất GABA là điều nên làm, nhưng không nên vì nó mà cường điệu. Vì tôi cũng có nhận được một số thông tin là nhiều người bỏ hẳn thuốc đặc hiệu, bỏ quên cái vai trò không thể của thầy thuốc, để cho là nếu tôi ăn cái gạo này chừng tháng sao. Dĩ nhiên có thể đó là lời quảng cáo của những người mà lợi dụng cái gạo này chẳng hạn, và ăn tháng thay cái gạo này cái hết bệnh tiểu đường luôn, thì điều đó chắc chắn là không có. Do đó cái người nghe chương trình này cần phải nghe kỹ để biết là gạo mâm có hoạt chất GABA là một cái món ăn, một cái thuộc về cái chế độ dinh dưỡng mà có ích cho người tiểu đường, chứ không phải là một cái biện pháp để chữa lành bệnh tiểu đường mà qua đó không cần đến thầy thuốc. Và đây cũng là những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý khi mà sử dụng gạo mầm GABA qua phần phân tích vừa rồi của bác sĩ Lương Lễ Hoàng ha. Và thưa bác sĩ, như vậy thì trong chương trình tuần sau chúng ta sẽ trở lại cũng với một đề tài trong loạt đề tài về tác hại của bệnh tiểu đường, và cụ thể là những cái tác hại của bệnh tiểu đường trên đôi mắt, phải không ạ? Dạ. Đúng như cô Kim Ánh vừa mới thông báo thì lần sau cô Kim Ánh và tôi sẽ phải trả nợ cho thính giả về đề tài bỏ sót ngày hôm nay. Dạ. Thính giả hãy đón nghe chương trình tuần sau ha. Thời gian phát sóng vẫn là 12:05 cho đến 12:30 của trưa ngày chủ nhật. Sao mẹ lại ăn nhiều cơm quá vậy mẹ? Mẹ không nhớ là người bệnh tiểu đường không được ăn hơn 1 chén cơm mỗi bữa hay sao? Mẹ đâu có quên bao giờ là người bệnh tiểu đường á phải kiêng gạo cử bột. Nhưng con à, mẹ đã từ lâu á chiều nào cũng ăn hết gần 2 chén mà đường huyết vẫn trong mức bình thường, vì mẹ nấu cơm với gạo mầm VB-GABA. Gạo mầm VB-GABA? Đúng vậy con à. Nhờ hoạt chất GABA nên người dùng gạo mầm VB-GABA có thể ăn đến 2 chén mà không dao động đường huyết. Người bệnh tiểu đường giờ cảm giác no bụng nên ngủ yên. Chẳng những thế, nhờ tác dụng chống xơ vữa mạch máu và hạ mỡ máu của GABA nên người chọn gạo này có thể phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường đó con à. Hèn chi lúc này nhìn mẹ rất là khỏe luôn á. Được ăn chắc bụng, ngủ ngon giấc, lại thêm đường huyết và huyết áp ổn định, mẹ tất nhiên phải khỏe rồi. Gạo mầm VB-GABA, chén cơm nên thuốc cho người bệnh tiểu đường, hạt ngọc trời cho người muốn phòng bệnh. Sản phẩm đang được bán ở siêu thị và các đại lý của công ty bảo vệ thực vật An Giang. Cần thêm chi tiết xin gọi 0838647930, hotline 0915161759. Và thưa tất cả thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Sức khỏe và cuộc sống. Chương trình được phát vào mỗi trưa chủ nhật hàng tuần từ 12:05 cho đến 12:30, và thính giả sẽ nghe lại vào khung giờ từ 8 giờ cho đến 8:30 của ngày sáng thứ sáu trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được sự đồng hành của sản phẩm gạo mầm VB-GABA, chén cơm nên thuốc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay. Tiết mục mèo vặt phòng thân. Tiết mục tuần này thì sẽ đề cập đến một cái vấn đề chắc có lẽ là cũng rất là thiết thực đối với tất cả mọi người đây, đó là cái việc sử dụng cải chua. Cải chua thì Kim Ánh thấy ở gia đình của mình cũng như là những gia đình khác thường là một cái món ăn mà hiện diện trong mỗi bữa ăn, phải không ạ? Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cải chua thì nó tạo thêm những cái gia vị của chúng ta ăn hình như cảm thấy ngon miệng hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đặt câu hỏi cụ thể hơn nữa là ai nên ăn cải chua. Hóa ra là cải chua thì nó cũng sẽ có những cái đối tượng cụ thể, và nó có những cái tác động cụ thể nếu mà chúng ta xét về mặt sức khỏe, không ạ? Sebastian Knight là một lương y mà đã từng là ngữ y của nước Áo, đặt tên cho cái những món gọi là cải chua, tức là những món cải mà mình làm cho nó lên men để thành chua, chứ không có nghĩa là cải rồi mình đổ giấm cho mình thành chua. Là cây chổi trong khung ruột để nó quét sạch tất cả những cái tạp chất, là vì nhờ mình ăn cái cải chua thì nó sẽ cân bằng lại cái lực lượng vi sinh ở trong ruột, nó chống được cái hiện tượng lên men mà khiến mình mệt mỏi, khiến người ta bị tăng mỡ máu.
Nhưng mà riêng cho những món cải chua nói chung theo cái kiểu của mình, hoặc ngay cả cái món kim chi của Hàn Quốc cũng vậy, thì nó còn có thêm hai cái tác dụng khác nữa là thường thường trong cơ thể của con người là người thua các loài sinh vật khác ở chỗ là không thể tự tổng hợp sinh tố, ngoại trừ hai loại sinh tố D mà có thể tự tổng hợp một phần nào nhờ ánh sáng mặt trời và sinh tố B12 trong khuôn ruột, dù là cái lượng tổng hợp không có nhiều đến độ là người ta có thể nói là chỉ vậy đủ rồi, mà trong trường hợp bệnh thì người ta vẫn phải bổ sung bằng cách bằng dùng thuốc chẳng hạn. Nhưng mà cái lượng cái sinh tố B12 trong khuôn ruột đó mà muốn được mà nó được tổng hợp một cách tối ưu thì nó lại cần những món như cải chua. Và nó có hai nhóm đối tượng mà nên lưu ý đến cải chua, đó là thứ nhất những người đang thiếu máu. Mình đừng có nghĩ hay chua quá rồi vô chắc nó phá máu nhiều, cái cách mình nói là như vậy. Và hình ảnh là nhiều khi ăn vô rồi cái chẳng hạn gì đau bao tử chẳng hạn, chịu không nổi thì cho là vậy chắc nó phá máu. Thật sự nhờ có cải chua mà cái tiến trình tổng hợp hồng huyết cầu phải có B12 nó được nhanh hơn, nó được nhiều hơn. Và cái hai đó là bên sinh tố B12 trong món ăn nó hầu như không có trong các cái không có bao nhiêu trong các loại rau cải, mà nó chỉ có trong đạm động vật. Cho nên những người ăn chay trường thì người ta rất dễ thiếu B12. Bằng chứng là nhiều người ăn chay trường thì rất dễ bị thiếu máu. Rất là những người ăn chay trường có thể bị cái chuyện đó là cái da của họ nó bị hay dễ bị viêm da do thiếu B12. Thì những người ăn chay trường cũng là những đối tượng nên ăn cải chua, để qua đó cái lực lượng vi sinh trong cái khung ruột nó tổng hợp B12 nó cung cấp. Mà nếu mà ta so sánh thì chính các nhà nghiên cứu cũng đồng ý là cái B12 mà cơ thể mình tổng hợp á, nó tốt hơn cái B12 mà mình phải uống. Bởi vì cái B12 mà mình dùng thuốc dạng uống thì chỉ có một tỷ lệ rất thấp nó lọt được vào trong máu và trong cơ thể. Có nghĩa là mình uống thấy màu đỏ rồi cũng hấp dẫn đó, nhưng mà thường thường nó đi ra ngoài. Còn thứ hai muốn cho nó vô trong cơ thể cao thì người ta ví dụ như dạng tim. Đương nhiên không ai vì lý do thiếu B12 mà mỗi ngày phải chịu đau để mà chích mũi thuốc. Vậy thì cái B12 mà trong ruột mà do vi khuẩn của mình tự tổng hợp ra, tức là cây nhà lá dường, thì nó tốt hơn vì cơ thể sẽ dùng nạp ra tốt hơn. Thì không lý do gì bệnh độ mà người ta để người ta thiếu B12. Như cô Kim Ánh bây giờ phân tích là nếu trên bàn ăn của mình đừng có thiếu cải chua. À, và xem ra cái món ăn rất là quen thuộc đó là món cải chua, nhưng mà những cái tác dụng của nó thì đôi khi cũng thật là không ngờ, phải không ạ? Như vậy thì còn ngại ngần gì nữa, trên bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta có thể bổ sung thêm cái món cải chua, vừa ăn cảm thấy ngon nhưng mà đồng thời nó cũng có những cái tác động rất là tích cực đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với những cái đối tượng như là bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã phân tích trong chương trình ngày hôm nay. Thưa tất cả thính giả, phần cuối của chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là bản tin y học. Bản tin y học. Tiến sĩ Lê Văn Bé, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Quốc gia cho biết, Viện đã sản xuất thành công vaccine cúm AH1N1-09, vaccine cúm AH5N1 trên quy mô công nghệ và đang sản xuất thử nghiệm vaccine cúm AH7N9. Dây chuyền sản xuất do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ đã được Bộ Y tế chứng nhận là dây chuyền sản xuất vaccine cúm đạt theo tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về tỷ lệ mổ lấy thai tốt nhất chỉ nên dưới 15%, và nếu không vì lý do y khoa thì không được mổ lấy thai trước 39 tuần. Tỷ lệ mổ lấy thai vượt trên 15% sẽ xảy ra nhiều tai biến hơn cho mẹ và con. Theo Phó Giáo sư Vũ Thị Nhung, trong 30 năm qua, số ca sinh mổ tiếp tục tăng cao trên thế giới, có nơi đến 70%, và tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ sinh mổ ở nhiều bệnh viện khoảng 40%. Từ ngày 31 tháng 12, người hút thuốc lá tại nơi cấm hút hoặc là hút đúng khu vực nhưng lại bỏ mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi cũng sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 cho đến 300 ngàn đồng. Đây là một trong những nội dung của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013. Đến đây thì thời lượng của chương trình Sức khỏe và cuộc sống cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn đơn vị đã tham gia đồng hành cùng với chương trình. Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang với sản phẩm gạo mầm Vibigaba, chén cơm nền thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại thính giả trong chương trình tuần sau. Hi everyone. Hi everyone. Chào hai bạn, mình có tin mới cho các fan mì Hảo Hảo đây. Why? Hảo Hảo đón xuân tương bừng quà tặng, tặng ngay một gói bột ngọt Ajinomoto 100g hoặc hai gói hạt nêm Ajinon 50g trong mỗi thùng mì Hảo Hảo. Wow. Mì Hảo Hảo.